Mấy nó thiệt cái độ phỏng nhìn cái đó tức dơ. Đồ. Đồ mê kiến lửa. Mấy em con kiến này á. Đồ thiệt cảnh em bê mốt ngày sao mình chịu được trời. Nghĩ đeo đeo thiệt á. Hello anh em nha. Mình là Sang Mỏ Lót đây. Nói thiệt với anh em đó, từ cái ngày mà mở trang mở về nhà này là ông cậu Thiết ông thay đổi luôn anh em ơi. Hả? Nghĩ xem mỗi lần ăn cơm xong á vô phòng cứ gì mà Trang ơi anh thương em nhất mà có sao bây giờ mình là chi xa mà Trang mà kêu thương em thì đừng có chôn em đậu phòng nghĩ thiệt chứ hôn xong rồi ông cậu Thiết ông kêu gì mà anh thì không chôn em nữa hôn em miếng đi đậu phòng xem mình thấy cái hành động của hai cái vợ chồng này mình nổ cái dây gà luôn anh em ơi. Mà mình xuống đây đâu phải là mình xem hai vợ chồng nó hạnh phúc đâu ta. Mà mình xuống đây là mình chơi mà. Chơi mà. Mà hôm nay hình như là hôm nay nè. Ông Thiết á, ông á, ông đi có một cái đám cưới á anh em ơi. Có một cái đám cưới á, nên mình mới nảy ra một cái ý định anh em. Nảy ra một ý định để cho ông Thiết ăn đòn dính chưởng bị mà Trang chửi anh em ơi. Anh em phải đón xem cái clip xem cái thằng mỏ lết này cho cái thằng mỏ cây anh em ơi. Có thử cái thằng nào rồi cái thông minh hơn anh em ơi. Anh em nhìn nè thằng mỏ lết cho thằng mỏ cây đi. Sao mày ngu thế hả? Bây vô gì vậy trời. Một khi cái thằng mỏ lết này không được đi á thì cái thằng mỏ cây đừng có hòng bước ra khỏi nhà nha anh em. Anh em hãy đón xem cái clip này nha. Sự hiện diện của anh người yêu cũ em từng rất thương em từng rất thương mãi yêu trái tim trái tim trái tim anh em biết mình làm cái gì rồi chứ quẻ này chừng tiết mỏ cây chết che mình rồi. Mở ra đây con nó đây nè, ra nó đây nè. Cái gì vậy? Không, mở từ từ. Ra bên kia. Chân con này ông Thiết ông nghi chết con luôn á. Ra chuyện. Cậu mở ra đây đi con liền vô. Bên đây mở. Chuyện gì? Quay. Nói chuyện với bạn. Lì đi. Mở biết ông cậu Thiết ông chuẩn bị ông đi đâu không? Thì ổng đi đám cưới không nói mờ rồi mẹ. Mờ biết ổng đi đám cưới ai không? Thì bạn học của ổng hồi giờ mẹ. Ông đi với cậu cho vui. Sao con nói thì xem mờ thấy ngây thơ vậy mờ. Mờ biết cái đám cưới đó ổng đi ra đám cưới của ai không? Thì bạn học của ổng nói mờ rồi mẹ. Không mẹ phải. Đem ổng đi đám cưới của người yêu cũ á. Ổng đi đám cưới của người yêu cũ á. Thôi con đừng có phấn nhân mày quen mày chọc mờ nữa hết. Bởi vì mày đốt nhà mờ mái lăn rầu. Giờ con nói. Sống ở nhà lại nữa hen. Con nói mờ không tin nghe mà đọc đi. Nè. Gì? Đọc đi. Ừ. Đọc đi, mở đọc đi. Mở mà có cái này con muốn nói với mở nè. Hồi nãy á, lúc con đi đó trong lúc đó cậu đi ỉa, xong cậu con nghe được một cái cuộc điện thoại cái gì mà cậu gọi với cái bè nào á. Con nghe được là cái gì mà anh hãy sắp xếp thời gian đến uống với em một ly rượu trước khi em đi lấy chồng á. Anh mà không đến là em buồn lắm. Mở thấy không? Thấy không? Thì con nào ông ơi mở nhớ nha, đừng nói con nha. Ổng nói gì? Đủ con nói thiệt chứ ổng nói nhiều lắm. Hiểu không? Mở nói nhiều lắm. Giờ mở lớn rồi con nói ít mà hiểu nhiều rồi đúng không? Mình nói ít mà hiểu nhiều. Giờ mà mở cho cậu đi làm mở dở luôn á. Nói thiệt luôn á. Dạ đừng cho cậu đi nha. Đừng có nói con nói nhưng mở. Nhưng mở. Chết rồi. Sẽ không mà đỡ được. Chết chứ đâu mà. Mày không hớt được bao con trai. Vậy chứ. Hả? Đẹp hả chứ? Bánh cơ á. Cái tầm này đẹp đài đúng không? Đẹp. Anh nhìn không? Đẹp. Anh mà hầu giờ anh thấy xấu rồi mà không đẹp trai vậy. Sao mình đẹp trai quá vậy ta? Nhiều lúc nhìn sơ thôi rồi mới nhìn thấy đẹp trai rồi. Rồi ông đẹp cơ đây. Chú bạn ai hỏi tự. Bạn nào? Tao của bạn đây là người yêu cũ, nói nghe coi. Đấy, khùng nói khùng điên nữa hả? Em khùng mà em cứ tôi biết gì sao khùng hả?
Tại đứng nữa hả? Đứng gì? Đúng. Điên hả? Đừng điên mặt với nhau. Đừng không hùng mặt đấy. Đừng có ăn ở nhà nha. Chứ điên thì sao hết? Điên sao? Để nói bạn đầu lâu ngày gặp lại bạn bè anh em mà cứ ở nhà. Bạn nào? Sao bạn không lên đến phút của đây nói lên thôi không có đây. Rồi chứ bạn anh mà sao không lên dưới phút đâu nữa. Phải bạn bè nó đâu nữa đi. Em nói không đi nha. Tao muốn chứ mày điên sao vậy? Không có đây. Tao muốn thì gỡ. Tự nhiên đi em cứ ở không nhận đi em cứ gỡ. Lên rồi gặp anh em bạn bè uống nó vài ly chung vui ra chứ. Tự nhiên ở nhà làm gì không đi. Còn không anh ngồi với nó. Anh chờ em thay đồ đây. What the hell? Đi ra anh khỏi đi nha, đừng có mơ. Khùng hay sao với con ai giữ mà đi? Bé giữ chứ, khỏi lại. Bạn gì vậy? Bạn bè tôi không rồi mà đi đâu. Sao anh con đi cái anh ở nhà? Anh đi căn cứ thì yêu cũ anh cái không cái em theo em. Đấy, đừng nói còn khùng đâu. Ở nhà là con khắp rồi sao? Bé là anh khỏi làm đi đám cưới hai. Nó còn nhỏ mà đi đâu, khỏi em. Đấy, đấy, anh thấy chưa? Đây, ông đi đám cưới thì yêu cũ, ông không muốn cho tôi theo vậy. Quá chuẩn luôn. Chứ mẹ con gì đây? Lo con quét con nó có mẹ giữ. Anh khỏi mẹ đỡ cho mẹ làm công việc mẹ chứ. Mà thứ hai đi anh uống gì được bao nhiêu đâu mà. Anh đây đi lâu ngày gặp lại bạn bè rồi. Lo anh làm nó ăn ly rồi nói chuyện xíu gì chứ. Đi đâu mà con cái nhỏ ở nhà bó rồi nó khóc rồi. Giải thì ở nhà. Giải thì ở nhà. Anh khóc rồi, khóc thật rồi em ơi. Anh đi không, em nói anh ở nhà đi em á. Anh mà đi á. Anh mà đi á. Anh xách đồ anh đi luôn đi nha. Đừng có gì nữa nha. Em nói chậm chậm. Anh đi nó cứ mẹ làm gì mà dư. Ủa anh đi tao gái đi chơi sao vậy? Ủa đâu đó hả? Tao gái đâu đi em cứ người yêu cũ không à? Chứ ai nói em người cũ con bạn của anh chứ. Bạn nào? Cũng bạn hầu anh quen từ thời sinh viên à. Anh sinh viên anh thật ngành điện nè. Ngành điện làm gì có gái. Trời anh nói sao? Hồi xưa sao? Anh có bạn thì em cũng có bạn là con trai. Anh cũng có bạn là con gái chứ. Em có trai có gái không ngành. Anh hồi xưa nói anh đi học anh đi có gái nào mà ghen. Thì bạn bị tao ngoài đường có đâu. Ừ, bạn đi chơi nào, anh chơi hồi nào em không biết, em quen anh từ hồi nào mà anh em không biết con đó. Tại nghĩa bạn bị anh em không biết hết. Ủa, chứ sao bạn bị em anh biết hết được. Mặt em không có đi đi đó không. Mặt anh mà đi á là anh xích đồ anh đem đi luôn đi em nha. Là không không tấu xe ghen muốn mua bò anh đi. Đừng chơi muốn ghen nữa nha. Tức ý là sao vậy chứ, bị nhì. Em không thích anh đi. Em không thích, em không thích giao rồi. Em chỉ nói thẳng là em không thích, em không có đi giao rồi. Em không thích đi anh đâu. Ý là giờ em hỏi nè, anh đi bình thường. Anh đi đám cưới bạn bè mày sao không cho, em nói cái lý do. Em không thích. Đâu em thích dễ lòng em. Ừ, anh thích đi thì đi luôn. Anh đừng có nói gì em. Ở đây không có lý do, ở đây chỉ có việc em không thích anh đi. Chạy đầu. Chuyện gì vậy chàng? Chớ cậu mở cãi nhau chuyện gì vậy? Tao nói phải chuyện của mày. Thế thì sao vậy chứ, em sao vậy, em sao vậy, em bị gì vậy? Đi nha, nghe không, em không có giỡn ai, em nói không đi, không đi. Chị cùng qua đi đám cưới người yêu cũ thì gặp nhau ôm nhau nút lưỡi. Chị cùng qua đi đám cưới người yêu cũ thì gặp nhau ôm nhau nút lưỡi. Tao không biết đâu cậu, biết đâu mỡ, bình thường. Cùng cùng với mày. Dạ. Chứ mày nói gì hả? Dạ, không nói hết vậy hả, không có nói mày. Tao giỡn mày vậy? Thôi cậu mỡ im đi. Giỡn vậy? Dạ. Tao giỡn mày? Không vậy. Dạ dạ, cậu mỡ đó. Vui lắm vậy? Cậu mỡ đó, cà lồn. Đi đi. Giỡn. Dạ. Cái gì đáng là đi thì đi, ông đáng đáng ở nhà của anh đi, xách đồ đi luôn. Để rồi. Giỡn chạy, anh đi chứ gì vậy? Anh đi kia à? Em không có giỡn với anh nha. Lần cuối cùng là không giỡn với anh nha. Ở nhà đi em, anh muốn đi thì xách đồ đi luôn. Còn nếu thấy ngại quá thì xách tiền gỡ. Cái em nói là không có đi đâu hết nghi à. Thế thì em bị gì vậy? Em không thích cho anh đời, em nói thằng này em không thích. Bởi lại phải không công tin lý do gì đơn giản, em không thích. Gai đầu. Nói hoài. Cãi qua lại, nói thẳng là em không thích cho anh đi. Bị gì vậy tao? Em nói đầu à, anh đi á, đi luôn đi nha. Không phải đâu. Tự nhiên bị gì vậy, tao khác sợ không? Nguyên vậy là mày điên chứ không nói sao không rồi. Mới giờ sao anh có trúng gì sao vậy? Mặc gì nữa. Mày
mẹ đồ đẹp đẽ rồi giỡn đây. Ôi em chịu chịu được. Em nhẹ một tí mà em. Em một tí. Chọn thì điên điên sao là con mà. Ngại. Chô quần gu xì đồ éo chấm bông luôn đồ té mờ 11 giờ 12:30 rồi chắc còn uống cái mịt luôn á trời. Thôi cậu Thiết ơi đừng có khóc nữa, xuống gặm đỡ miếng cơm nguội đi. Được nói mày đi, tao đang nắm cái động phải giỡn giỡn đâu nha. Tao đang điên, đừng có chọc điên tao nha. Chô gì đây trời. Chô cái thịt gì dây mà con dở này cho đây được khinh tà luôn á trời. Gì đây? Gì à? Sự hiện diện của anh, người yêu cũ, người em từng rất thương, mãi yêu. Cái tim. Cái gì? Dạ. Ai ghi đây? Vậy xem cũng biết được, thịt em cứu cậu mà xem cũng biết được. Cái đậu phộng mày nha. Ai ghi? Mày ghi đúng không? Dạ. Đó à? Ai ghi? Thì ai ghi đúng không cậu? Thì ai má tao nói mày ai ghi? Thì ai còn ai ngoài con nữa?